có gì là nghe tiếng ta. Mẹ, con về rồi nè mẹ. Họ, con về giúp hai họ. Dạ. Sao con, thằng với ớt con vẫn còn hay hết. Đem tiền đây mẹ tính coi được bao nhiêu. Mẹ ơi, hôm nay em bán không có ai mua hết á. Sao, không ai mua hết à? Nhưng mà mẹ đừng lo, con bán không ai mua, nhưng mà được số tiền thật là nhiều. À, một gói hả? Gần 50 lượng gì đó. Mẹ coi đi. Cái thằng điên, mẹ có thấy được đâu mà coi. Chết bên, con xin lỗi mẹ. Mẹ à, mẹ thấy chưa? Nhiều nhiều ghế chưa? Ủa, tiền ở đâu mà nhiều quá vậy Thọ? Tiền của con đó. Hả? Thôi thôi, mày đem trả cho người ta mau. Bài đánh xô gian tham trộm cắp xúc gì không ai ưa hết. Một trả, hai trả, trả cho mau. Nè, mày đem trả hay không? Mày không trả, tao là lạc lên bây giờ nè. Mẹ, mẹ ơi, mẹ đừng có la làng. Mẹ chưa la làng nha. Mà gần chút nữa là con ở tù rồi đó. Đó, mày thấy chưa? Gian tham trộm cắp ở tù một xương con à. Mày đem trả cho mau. Trả cho mau. Mày có chịu đem trả hay không? Mẹ ơi, mẹ đừng có nghĩ quan cho con mà tội nghiệp. Con không phải chị đâu mẹ. Để con kể mẹ nghe nha. Số là con mới cắt trải dừa ra tới chợ. Bỗng nhiên cái con gặp hai ông kia kìa, đi mất làng mộ không. Tự nhiên nó họ lại nhảy về bắt con chối bụng lòng vòng. Họ nói con ăn cắp cái gì đó không biết nữa. Mà con đâu có biết gian tham trộm cắp làm gì đâu. Vậy đó mà hai ông đó nó lại biết con kéo con về viện đường á. Mấy gì ở chiếc chợ á, cô bác họ thấy vậy á, đến khóc lóc kẻ tha người thợ. Họ nói con xưa nay á là một đứa thảo ngay. Nhờ cái cô bác đến kêu này nên ông quan rất tha bổng. Mẹ ơi, ông quan này á hả, là ông quan nhà Tống á nghe mẹ. Quan nhà Tống à? Dạ. Mẹ biết không, ông quan biết con vô tội mà ông quan tha con, mà ông quan còn hỏi con nữa đó mẹ. Ông hỏi sao con? Chứ mẹ, ông quan hỏi con á, đầu đuôi nhà cửa thế nào. Con kể hết cuộc sống giàu sang sung sướng của gia đình mình. Ông nghe nha, ông thấy con giàu quá đó, nên ông mới cho con số bạc gần 50 lượng, con mới đem về lấy cho mẹ đó. Thầy Thọ, con nói thật. Chứ mẹ, con đâu có dám nói láo với mẹ đâu. Nè, con đừng có dối mẹ nghe. Không có đâu, con thề nha. Con thề đó, nếu con mà nói láo á, cho con chết nha, Diêm Vương nó cắt lưỡi con đi. Thôi thôi, mẹ tin con à. Mẹ tin con ha. Ừ. Mà mẹ ơi, mẹ cho con hỏi nha. Tiền đó mẹ, ha, ông quan lớn ông cho tiền mình á, chứ mình không lấy, mình cũng có tội nữa. Mà ông quan không cho, mình lấy, mình cũng có tội nữa gì mẹ. Vậy chứ sao con, ông cho mà con không lấy là con mang tội dễ người. Ông không cho mà con lấy là con mang tội gian tham trộm cắp, biết chưa? Ồ, con hiểu rồi. Mẹ ơi, vậy con cho tiền mẹ đó, mẹ cắt đi. Thôi, con đúng đi. Đó, thấy chưa? Con cho tiền mẹ mà mẹ không lấy nha, là mẹ mang tội dễ ngươi với con rồi đó. Trời ơi, con sao dại quá à. Con thấy đường á thì con cất, mẹ không thấy đường biết cất ở đâu. Thôi, con phá tội cho mẹ đó, để con đi cất dùm cho. Ủa, mà lạ chứ, ông quan nào mà nhân đức quá vậy cả. Ý là mới hồi trưa tôi nhập kiếm bao,
mơ màng nghe thần đóng nhạc bách bảo tôi đầu cao chim bao công. Mà muốn nghĩ là chim bao mộng mỹ không đồng, có lẽ đâu tâm đảo chi nhân tâm thức. Họ, họ à, dạ, ra đây mẹ bảo một chút coi con. Ông quan ấy hình dạng ổng ra sao mà ổng nhân đức quá như con. Mẹ không biết hình dạng con quan này hả mẹ? Để con nói cho mẹ nghe. Mẹ biết không, cái ông quan này á, ở trên đầu ông đội cái mão hồng to, có hai cây trước nằm ngang dẹp dẹp dài dài hai bên, có hai cái cùi dẹp hai, con mắt của ổng như cột thang đen kì. Mẹ ơi, có mà mắt ông lá kì, thật là tờ bay lâu nay con chưa thấy ai giống như ông này. Ở trên đá có cái vòng trắng trắng, chân mày tờ thể tiên mê, còn râu nắm tròn xuống ruột đẹp thay. Nếu mẹ mà thấy mẹ sẽ tê ông nhìn. Ý trời ơi, cái thằng điên, sao mày nói bậy hoài vậy hả? Thiệt mà mẹ, trời ơi mẹ chưa thấy chưa, ổng già mà, ổng dễ chịu ghê đó. Ý thôi thôi, cũng vừa vừa đấy thỏ à. Mà mẹ, cũng có biết ông quan đó ổng tên gì không vậy con? Thưa mẹ, con biết tên ông quan chứ, con từng làm việc chung với ông quan mà. Làm sao con không biết tên ông quan được? Làm việc với ông quan dạ. Hồi nào có một tháng này nè, ông quan không bắt con đó, chứ ổng làm việc với con nè. Nói vậy chứ con biết tên ông quan đó mẹ. Con biết tên ông quan. Con nói mẹ nghe coi. Ông quan á, ổng tên là bánh bao bị ế tiêu diễn chùi lưng. Gì mà bánh bao bị ế tiêu diễn chùi lưng? Dạ đúng rồi, mẹ cũng nghe rõ ràng mà. À, hay là bao công thì chiếu vô tư chắc mẹ. Mẹ nói vậy làm sao? Ừ, phải rồi. Thỏ à, đây nè, để mẹ cắt nghĩa cho con nghe. Bao công thì chế chứ không phải là bánh bao bị ế, chiếc diện vô tư chứ không phải là chiếc diện chủ lưng. À, tại con biết xa quá nên con nghe không có rõ. Mà mẹ ơi, mẹ cho con hỏi này mẹ, tại sao người ta lại gọi ổng là bao công thị chế chiếc diện vô tư vậy mẹ? Đây mẹ, để mẹ cách nghĩa cho con nghe. Chiếc diện là mặt đen như sắt, vô tư là không bình chính trực và không tư vị một ai, mỗi chuyện đều ngay thẳng, cho nên thiên hạ người ta mới gọi ổng là thiết diện vô tư đó con. Dạ con hiểu rồi, con hiểu rồi mẹ. Mà thỏ à, con đi giùm mẹ một chút nha. Dạ thưa mẹ. Đi đâu? Con lại dặn công sử của ông quan cho con tiền hồi sáng đó. Gì vậy mẹ? Con hỏi cho kỹ càng, hỏi như ông có phải là bao công thị chế chiếc diện vô tư không? Ổng đó mẹ. Nếu như người nói phải á, thì con nói như vậy. Nói mẹ tôi không có công dư, giải nó đòi ông tới cho mẹ tôi giải việc. Bà hương bà xã nói chuyện theo điệu thất thần. Mẹ ơi, một dân nghèo như vậy tại sao dám đòi qua nói chuyện? Bộ mẹ không sợ chết hả mẹ? Mẹ không có lên nguyện đường cho nên mẹ không có biết. Con lên nguyện đường nè, con thấy ông rầy mấy người hầu đó hả, nó chạy gần bể xương mông té dùng cổ mã dập trầy mắt cá. Ôi mẹ ơi,
Mẹ mù con không chịu, con không dám đi đâu mẹ ơi. Sợ đi đâu lắm mẹ ơi. Thỏ, tiếng mày không đi hay sao? Chỉ có chút ít mà mày còn từ chối. Thôi con dám đi đâu mẹ. Rủi tao có chết rồi á, mày nhắc bỏ thì cho xe quả tha mà. Uống cho tiên hiêu nhi cố phát tặng cho mày, uống cho bá tánh họ làm lỗ miệng. Nay mày trổ tài cưng đầu cưng cổ, thì cầm tao nuôi dưỡng mấy lâu, còn cái gì mà đồ ngu tu ký tử mà. Mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi, mẹ có sao mẹ? Ờ, mày đi hay không? Con không đi mày chết liền cho con coi nè. Mẹ ơi, mẹ ngồi đi, để con đi. Trời ơi, thiệt là khổ ghê chứ. Nếu mà con không đi á, thì mẹ buồn sinh bệnh. Mà con đi thì cái tích nó cao hơn cái đầu. Thôi thôi, chữ hiếu gì con giữ vẹn một câu. Mẹ ở lại đi, để con đi mời ông vua thập điện. Mày nói ai là ông vua thập điện? Tại cái mặt ông đen thui như bức tượng ông vua thập điện trong chùa con mới nói. Thầy họ, nghe mẹ dẫn cho kỹ rồi hãy đi. Dạ. Con qua nói cho phải chuyện. Nói mẹ tôi cho đòi thẩm cấp tới đây. Mày đừng nói thỉnh nói mời. Người ta khi dễ là mày về đây cũng có tội với mẹ đó. Mẹ ơi, tiếng thỉnh tiếng mời còn có tội. Tiếng kêu tiếng gọi ấp của đòn. Này nè, bổn phận làm con, dầu ông có đánh chết con cũng đừng cãi mẹ. Đi cho mau. Lúc đó con chết rồi còn đâu mà con cãi. Chùa để con đi. Xin vĩnh biệt người mẹ thương thương. Xin vĩnh biệt giao hành cãi hẹ. Lò gạch ơi, xin vĩnh biệt. Thầy Thọ. Dạ. Thời chưa? Dạ thưa ông, dạ đã tới dinh thự. Dạ. Thưa ông, dạ tới nhà của con rồi. Dạ xin ông chờ con chút lát. Nhanh lên đâu nha. Dạ. Mẹ ơi, mẹ. Mẹ ơi, con mừng quá mẹ ơi. Con vừa thoát qua một sự hãi hùng kinh khiếp. Con mời thượng quan đến đây mà vẫn còn sống trở về. Trời ơi, mẹ ơi, mẹ tính sao đây? Chỗ nằm ngồi ô tệ quá dơ, để chiếu hết sáng ô sao kịp. Trời ơi, ông quan không vô đây rồi chỗ đâu cho ông ngồi đi mẹ. Thấy họ, con ra hỏi cho phải chuyện. Hỏi như ông có phải là bao công á, thì mẹ tôi cho đòi vô giải việc. Còn không phải là bao công, thì đi về đi chứng chân cho thất công. Trời ơi, mẹ ơi, con lại mẹ. Mẹ thương con, mẹ ráng lần mò ra cửa để dòng tay nhân tiếp thượng quan. Mẹ nghĩ coi nè, ông quan thì ông cao lớn gì nè, còn cái lò gạch mình thì thấp mẹ, thì làm sao ông quan ông chung vô đi cho lọt đó mẹ. Thôi đi đi, sao mày đứng đó mày cãi hoài vậy hả? Đi chứ mau. Trời ơi, khổ ghê đó. Dạ bẩm ông. Dạ, con ra đây muốn thưa với ông một việc. Nói đi. Nhưng con xin phép ông, cái này là mẹ con nói chứ không phải coi. Mẹ người nói thế nào? Dạ mẹ con nói. Dạ mẹ con nói. Cha ông chung vô lò gạch đi, chứ mẹ con không có ra đây đâu mà ông đợi. Ông ơi con lại, ông ơi con lại, ông ơi con lại ông. Cái này mẹ không nói cho mấy con nha ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hương Long Triệu Hổ, thì hai ngươi hãy tiếp tục hoạt để gia gia vào trong xem cho biết ai họ. Dạ. Dẫn đường. Dạ, giúp con mời ông. Dạ, ông theo con. Quỳ! Quỳ à!
nhiễm như thế nào vậy hả? Ngủ đây không nhiễm, nếu quả là báo công thì phía sau còn ba đốt hương nguyệt tan xa, còn không có thì không phải là báo công. Ngủ đây không thể thốt lời ra với ai cả. Nhiệm quan ức, dù có chết cũng không đành mở miệng với ai. Tại sao bà biết báo công có ba đốt xương kim nguyệt tam xa? Thì có thần thống nhã quách bảo ngủ đây mới biết. Thần đông nhạc bổn quan đã quỳ, người bảo mau khâm nhiệm. Thầy thọ, ông quan lấy ông quỳ chưa vậy con? Dạ, ông qua ông quỳ rồi đó mẹ. Quỳ rồi à? Dạ. Vậy mà ông quỳ gần hay xa vậy con? Dạ thưa mẹ. Dạ ông qua ông quỳ xuống đằng kia vậy mẹ. Tại sao vậy? Con hãy ra bảo với ông rằng ông phải quỳ trước mặt ta đây nè. Trời ơi mẹ ơi, chết rồi mẹ ơi. Ông quỳ ở đó được rồi, kêu lại đây chi? Cha thưa ông. Chưa vậy con? Dạ, ông qua ông quỳ gần rồi đó mẹ. Quỳ gần rồi à? Vậy mới được chứ. Họ dẫn đường cho mẹ. Bye.
bà là người ở cung nào. Thân là chân tư tật chân chị, bà hãy nên bỏ tất đuôi độc để lão phu cô hồi chào giọng tông. Bà là ai? Bao đau thương dòng tố đa diện, khi thân ta bao nỗi đắng cay. Mắt mơ không nghe tôi bao cần son nở để cất ta thầm tình mẹ không cần ta xa. Tại nghe bấy nhiêu lời ha.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.